ơi, trời ơi, channel mình là sâu riêng tư duy đẹp trai 12 cá tính nè. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu với một trò chơi siêu mới luôn, đó chính là đoán giọng YouTuber. Ngày hôm nay có hai chị TV là người tham gia cùng với mình. Hết chơi, hello. Ở đây chúng ta có 3 bóng cái vòng 1, 2, 3, 4. Và bên đây cũng vậy, 1, 2, 3, 4. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là phải đối đầu với nhau để tìm ra được gọi là giọng của YouTuber nào các bạn yêu thích nhất. Và người thua trong trận đấu này sẽ phải nhận một hình phạt cực kỳ bí ẩn. Được rồi, bắt đầu thôi. Nè, sao ấy, dạ tôi đố ông trước nha. Đây là một YouTuber rất là nổi tiếng. Một YouTuber nổi tiếng là mình chưa chắc gì mình biết rồi các bạn ơi. Rồi bấm vào. Hello xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tôi Gai TV. Và trước cái video này bắt đầu các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ cho mình và các chiến sĩ tối nha. Thôi, cái giọng này nghe của ai quen quá vậy ta? Thôi được rồi, qua câu thứ hai rồi. Để coi cái này của ai. Hello và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh tôi Gai TV. Trước khi vào video, mọi người đừng quên like và subscribe cho mình và những thành viên xin tối khác. Ồ, lại là thêm một câu chào ý chán vậy sao? Được rồi, qua câu này thì sao? Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tôi Gai TV. Và trước khi vào video, coi được cho tôi một like và subscribe cũng như là cho mọi người xin tối nha. Ôi, rồi, 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 câu cuối cùng, câu cuối cùng. Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tôi Gai TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho mình một like và subscribe cũng như là xin tối nha. Mình đã nghe xong được 4 cái ô này rồi các bạn ơi. Bây giờ mày đoán cái này đi. Hả? Hãy tìm tôi gà sao? Chết rồi các bạn ơi. Các bạn qua ơi, các bạn có biết tôi gà ở nằm ở cổng nào không? Mình không biết được các bạn ơi. Được rồi, bây giờ là mình nghĩ là ô số 3. Nếu các bạn thấy giống như mình, các bạn hãy đăng ký video này nha. Các bạn có 3 giây thực hiện hành động này. 3, 2, 1. Wow, được rồi. Các bạn đồng ý với mình sao? Được rồi, bây giờ mình sẽ coi. Ôi, đúng rồi các bạn ơi, đây là tôi gà TV hiện nè. Xin chào các bạn nha và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tôi gà TV. Và trước khi vào video, các bạn hãy nhớ like và subscribe tôi gà nha. Chỉ là mình đã thắng vòng đầu rồi. Được rồi, sẵn sàng rồi. Đây là một trong những YouTuber Speed King nổi tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft. Ồ, một người này coi phòng tới ai rồi. Hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. Ê, ai giọng này sao nghe nó ná nhau vậy? Giọng hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. Ồ, khó chưa, khó chưa. Vừa biết khó rồi, hay chị Hiến giọng này rồi. Giọng này chậm hơn giọng ai giọng kia chút xíu nha. Ok, qua giọng tiếp theo quay. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft. Được rồi, bây giờ câu hỏi của ông với chị là hãy tìm ước Zero. Ủa, chứ cái gì, anh Zerot à? À, giọng nào ta? Giọng ảnh hơi trầm mình nhưng lâu lâu nghe cũng hơi cao, hình như là số 2 đúng không? Vậy là ông chọn số 2 đúng không? Đúng rồi. Vậy coi ai số 2 là ai đây? À, cứ rồi. Hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. À, đó là chính là mình các bạn ơi. Trời đất ơi, hai chị đã thua rồi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ đến mình các bạn ơi. Rồi, được rồi, YouTuber này là một trưởng team của một cái team nào đó. Cái gì? Trưởng team sao? Nghe coi, trời có nhạc nền luôn hả các bạn. Rồi ok, cái thứ hai nè. Còn đi chi qua ra ta 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 ta. Ủa giọng ai mà nghe lạ quá vậy trời. Được rồi, tới số 3 nè. Đi qua ra ta 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 ta. Ui ơi, sao càng ngày càng khó vậy, không biết giọng của ai luôn các bạn ơi. Đi chi qua ra ta 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 ta. Ủa, chết rồi các bạn ơi, bốn cái câu này nó y chang nhau luôn. Câu đố của ông đó là hãy tìm hi ha. Chết rồi các bạn ơi, các bạn có ai đoán được giọng của hi ha các bạn. Nhưng mà bây giờ bốn cái câu này y chang nhau luôn. Nhưng mà mình sẽ chọn thử số 1 thôi. Các bạn nào có tin mình không? Nếu như bạn tin, các bạn hãy like video này mạnh lên nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ chọn số 1. Được rồi, mở cửa cái nào. Wow, đây là Hi-ha hiện nè các bạn ơi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với tổng thống Hi-ha. Trời ơi, các bạn đúng thật sự là fan cứng của Sinh Tố Tim mà các bạn đoán cực kỳ hay luôn. Tới lượt của tôi, đợt này tôi sẽ không thua nữa đâu. Vậy thì làm thử xem cho tôi xem coi. Đây là một YouTuber cực kỳ đẹp trai luôn. Ồ, đẹp trai ở đâu? Hello, xin chào các bạn, mình là Sầu Nguyên, đẹp trai 12 cá tính đây. Ủa, giọng này quen quá ta. Không biết giọng của ai luôn. Ok, giọng luôn ai, lên. Mình là Sầu Nguyên, đẹp trai 12 cá tính đây. Ồ, giọng này cũng khá quen á nha. Rồi, được rồi, qua cổng số 3 nè. Hello, xin chào các bạn, mình là Sầu Nguyên, đẹp trai 12 cá tính đây. Ồ, rồi, giọng này hình như hơi chậm xuống rồi đó. Mình là Sầu Nguyên, đẹp trai 12 cá tính đây. À, giọng này sao nè. Và câu hỏi đợt này của ông đó chính là hãy tìm Sầu Riêng. Oh shit. Trời ơi, dễ rồi. Tại tôi quay video ông suốt mà. Thôi chết rồi. Giọng thì rất là quen. Số 1 mình như mình nghi đó là mình. Số 2 với số 3 như là không phải là nghe giọng hai số này không phải rồi. Đáp án của tôi chính là ô số 4 nè. Mở ra. Ôi đúng rồi. Đúng rồi. Hai kia đang đúng. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại channel mình. Mình là Sầu Riêng tư duy đẹp trai 12 cá tính nè. Hai kia mừng sao. Được rồi, bây giờ đến lượt của mình. Đây chính là một YouTuber nữ nha. Một YouTuber nữ sao? YouTuber nữ hả? Trời đất ơi, cái này hơi bị khó đoán luôn các bạn ơi. Tại vì YouTuber là nữ thường là khá là ít luôn. Ok, được rồi, số 1 mới thôi. Ai đây? Con đi chị quá. YouTuber nữ gì đâu mà nó kỳ kỳ vậy ta? Tại sao nó lại có giọng con trai? Từ từ qua câu thứ hai đi coi. Ồ, nữ này nè các bạn ơi. Mình nghe cái giọng của YouTuber nữ này quen lắm luôn nè. Thứ ba đây nè. Nhỏ nè xe nhỏ. Ủa gì vậy trời, giọng gì mà bê đê quá vậy ta? Được rồi, giọng số 4 quá coi. Nghe gì hả? Gì vậy trời, sao giọng ai cũng có gì đó nó đáng ngờ quá các bạn ơi. Các bạn
ơi, đáng thương coi bốn cái này cái nào mới là thật sự là YouTuber nữ vậy các bạn? Ủa, của ông đó là hãy tìm Na Bi. À, mình hiểu rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, trong bốn cái số này chắc chắn sẽ có một đồ của Na Bi. Các bạn đoán xem Na Bi đang nằm ở đâu các bạn? Hey, bây giờ mình nghĩ là số 1 là chắc chắn không phải rồi. Số 1 là giọng con trai, số 2 là giọng con gái, có thể nguy cơ cao là Na Bi. Số 3 và số 4 là giọng hai thằng bên đây nên cũng không biết đây các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình quyết định mình sẽ chọn số 2. Thấy chưa? Wow, đúng rồi, đây là chị Na Bi các bạn ơi. Hello. Vậy là vì mình đã đúng thêm một lần nữa và bây giờ tỷ số đang làm. Thôi không, không được. Trời, đợt này mình thua nó thua luôn á. Giọng YouTuber đỉnh bằng tôi được. Tôi mới là xịn lượt rồi. Bây giờ tới lượt của Hachi các bạn ơi. Sẵn sàng chưa Hachi? Được rồi, đây là một trong những anh YouTuber đã lớn tuổi rồi. Trời, để coi nghe giọng đầu tiên coi. Lớn tuổi hả? Chắc già lắm đây. Trời á. Đó, coi chị chạy trộm nha. Ai biểu không? Không chịu nghe anh chị. Ok, qua cái số 2 đi. Số 2 nè, có một chữ gì trời. Số 3 lên đây. Rồi, số 3 nghe rõ hơn nè. Rồi, tính số 4 nè. Số 4 nghe cũng hơi rõ nha. Hai số đầu này nghe chẳng được chữ gì đó. Chỉ có hai chữ số sau là nghe được à. Và câu hỏi của ông đó chính là hãy tìm Sơn Đô. Ủa, cái gì? Anh Sơn hả? Thường là anh Sơn là một trong những người có một cái câu chào cực kỳ đặc biệt luôn đó chính là đù. Dù mình là Sơn Đù, vào đây. Bạn dám đến chơi thì cứ đến thoải mái. Nhưng mà mình nói trước, những cái nơi này sẽ đẩy bạn đến bờ vực. Nếu như các bạn nghĩ anh Sơn bên số 3, các bạn hãy like video này nha. Nếu như bạn nghĩ anh Sơn bên số 4 thì hãy đăng ký video này. Mình sẽ gọi là qua bên số... Thì nhảy qua bên số 3 đi. Ồ, vậy là quyết định của Hachi là chọn số 3 đúng không? Đúng rồi, mở ra nè. Ồ, đúng rồi anh Sơn. Đúng rồi các bạn ơi, đúng là anh Sơn. Ồ, mấy giọng nãy giọng của ai mà nghe khó nghe như vậy? Được rồi, tôi sẽ cho ông coi. No. Du. Du. Đó là giọng của chị Mèo, sầu riêng và quay lúc đó Hachi. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, tới mình các bạn à. Các bạn ơi, tỷ số bây giờ đang là 3-2 rồi các bạn ơi. Khá là căng thẳng luôn. Mình sẽ phải đối đầu với Hachi thêm một vòng nữa các bạn à. Đây chính là một YouTuber cực kỳ nặng ký. Nặng ký sao? Được rồi, để xem coi nặng ký cỡ nào, tôi cũng sẽ cho người đó nhẹ ký lại. Được rồi, vô nè. Hỡi chà. Là mát kia gáp cái khác đây. Ủa, cái giọng này nghe kỳ kỳ vậy ta. Hachi, ông nói gì tôi nghe thử coi. Ờ, nói vậy, nói vậy. Vậy y chang nhau luôn. Được rồi, tới số 2 rồi nào. Mình là Macbeth rap khi khác đi. Ủa, giọng ai mà nghe lại ta. Được rồi, tới giọng số 3 nè. Macbeth rap khi khác. Ủa, giọng này cũng là một người lạ khác luôn. Trời, để nghe thử coi. Mình là Macbeth rap khi khác. Ủa, đây là giọng của nhiều người quá các bạn ơi. Bây giờ mình đoán không được luôn các bạn. Trời ơi, lại thêm một cái trò khó khăn nữa rồi. Câu hỏi của ông chính là hãy tìm Mac. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ mình phải tìm anh Mac chỗ nào đây các bạn ơi. Số 1 thì không phải, số 2 cũng không phải, số 3 không phải, số 4 không phải. Trời đất ơi, khó gì trời. Thôi thôi, bây giờ mình chọn đại nha. Số chính là số 4. Mình là Mac kia và rap kia. Cái gì? Cái này là tô gà TV cho các bạn. Trời đất ơi, tô gà để giọng chậm nên mình không có nghe được. Vậy là mình đã sai cái này rồi. Tỷ số giờ này là 3-2. Tôi thay một giấy ra tôi đều nè. Trời, không được các bạn, mình không để cho Hachi đều được. Được rồi, bây giờ đến lượt của Hachi các bạn ơi. Để xem coi lần này Hachi có thể đánh bại được mình không. Được rồi, gợi ý cho ông nè. Đây là một trong những YouTuber cực kỳ đam mê Pokemon. Cái gì về Pokemon hả? Trời, tôi chẳng biết gì về Pokemon á. Rồi, lần này là ông thua rồi Hachi ơi. Đâu cho nghe thử giọng đầu tiên rồi. What's up cho các bạn, mình là Jack Ben đây. Ờ, giọng này hơi trầm nha. Rồi cho giọng tới ai đây. What's up cho tất cả các bạn, mình là Jack Ben đây. Ồ, giọng này trầm khúc đầu cao khúc cuối nha. Rồi giọng tới ba. What's up cho tất cả các bạn, mình là Jack Ben đây. Giọng này á nghe cũng được. Đâu, giọng cuối. What's up cho tất cả các bạn, mình là Jack Ben đây. Trời, giọng này cao với trời mà còn tu âm một cái mic chứ là dởm nữa chứ. Câu hỏi của ông đó chính là hãy tìm Jack Ben. Cái gì tìm rác hả? Trời ơi, giờ câu nào đây trời, nghe giọng tới giờ nghe nó cứ khác nhau quá ta. Rồi được rồi, hãy cho ra quyết định đi Hachi ơi. Ông có ô rồi, ông không có hỏi nữa đâu. À, nghe giọng mình chắc chắn là số 3 luôn. Các bạn fan có thấy giống mình không? Giờ mở cửa ra nè. 1, 2, 3. Ôi, sao anh biết vậy? Biết rồi, đó chính là anh biết các bạn ơi. Nó không phải là rác, rác ở bên phòng số 2 nè. Xin chào tất cả các bạn, mình là Sắc Men đây. Đây là một câu chào cực kỳ quen thuộc của rác luôn. Vậy là ông đã thua. Tỷ số 32 rồi Hachi ơi. Không, không. A few inches later. Được rồi các bạn ơi, sau khi mỗi cuộc thua như thế này thì chúng ta phải nhận hình phạt đúng các bạn. Và hình phạt của Hachi đó chính là phải ở dưới nước và phải nổ lên trời. Hay cha. Ai da. Đó là hình phạt của người cuối cùng. Ok, nếu như các bạn yêu video của mình đừng quên để lại cho mình nút like, nút share, nút subscribe và đừng quên là qua đăng ký kênh để có thêm thông tin. Còn bây giờ thì bye bye, cảm ơn các bạn đã xem.